hai chiếc buckle được sử dụng rộng rãi bởi rất nhiều rider khác. Boost dùng để nâng cao sức mạnh cũng như Command Trim Buckle là một trong những chiếc buckle mạnh nhất trong design Renwick ở đoạn đầu phim. Buffa cũng may mắn được sở hữu hai chiếc buckle này, với Boost là trong trận chiến cùng với lại đám Yamato đôi khi anh phải dứt điểm kẻ thù cùng với người đồng đội của mình. Tên Kamen Rider Mari đã thành công lừa được Tycoon quá ngây thơ trong thế giới đầy nham hiểm của design Renwick, tước đoạt chiếc buckle Boost và trao lại cho Buffa, kẻ mà hắn ta tưởng chính là đồng minh của mình. Không ngoài sự kỳ vọng của Mari, Buffa đã tận dụng hoàn hảo sức mạnh của Boost, cường hóa bản thân cùng với zombie để nghiền nát những tên Yamato cản đường anh với sức mạnh hủy diệt từ trâu và bộc phát thứ sức mạnh duy nhất mà Kiss có thể triệu hồi nên, chiếc xe Boost. Thay vì chỉ trụ bộ lên chiếc xe, anh cũng có thể chuyển hóa chiếc xe này trở hình dạng một con trâu mái. Anh cưỡi lên nó, thực hiện đòn finish cùng với con trâu mái của mình, lao lên không trung, nhảy thẳng xuống kẻ thù. Đòn tấn công này mạnh tới mức làm thủng cả mặt đất, cả không gian gần như ngưng động trước sức mạnh khổng lồ Buffa mang tới từ Boost Buckle.